Hello, xin chào ngày mới tất cả mọi người. Lại là Thịnh đây, Thịnh Bất Động Sản Nha Trang. Và hôm nay ngẫu hứng, tiếp tục là một cái ngẫu hứng khi mà ở trên tòa nhà rất view rất đẹp đúng không ạ? Thì muốn chia sẻ với mọi người năm cái tiêu chí xác định chúng ta cần cái xác định. Đây là năm cái tiêu chí cực kỳ cơ bản thôi, chúng ta cần xác định trước khi đầu tư bất động sản năm 2021. Đó thì chúng ta vào nhanh luôn cái ý tưởng nó chợt nữa tôi sẽ quên nhá. Thì cái yếu tố đầu tiên bao giờ vậy? Bất cứ ai đi mua đất mua nhà mua bất động sản đều sẽ quan tâm cái vị trí của nó có đẹp hay không đúng không ạ? Chúng ta xem cái vị trí nó có đắc địa hay không và có lợi thế gì ở hơn cái miếng đất bên cạnh hay là hơn cái nhà bên cạnh, và nó có xem nó có gần các tiện ích xã hội hay là đường xá, có gần resort bệnh viện hay là chợ, tức là xem những cái tiện ích công cộng của chúng ta. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta sẽ quan tâm chính là cái loại hình bất động sản. Và các anh chị có nhiều tiền hay ít tiền không biết, nhưng mà khi chúng ta đầu tư á, thì chúng ta nên né cái đất lúa và cái đất rừng ra nhé, vì nó rất là khó. Ok, và cái yếu tố thứ ba chúng ta cần xem xét trước khi đầu tư đó chính là cái giá cả. Trước khi chúng ta đừng có vội mua, mà chúng ta phải đi so sánh giá với cái mặt bằng chung và các cái thị trường xung quanh xem nó đang như thế nào thì chúng ta mới nên mua, không nên mua vội nhé. Và cái yếu tố thứ tư là chúng ta xem á, xem là cái tình trạng của bất động sản đó, xem nó cái số đang ở đâu, có bị nợ hay có bị tranh chấp không. Và đặc biệt nếu như mà anh chị đang tìm hiểu đầu tư đất nền á, thì hãy xem nó là cái cấu trúc xây dựng của nó, xem cái cấu trúc xây dựng của khu vực đó là có được xây tự do hay không, hay là phải xây biệt thự, hay là phải theo một cái cấu trúc quy định của họ. Đấy, thì đó cũng là một điều chúng ta nên để ý nhá. Và cái yếu tố số 5 á, thêm yếu tố thứ năm cho mọi người nhé, và nói thêm cho mọi người cái yếu tố thứ năm á là chúng ta hãy cảm nhận xem, chúng ta hãy tự mình á cảm nhận xem là mình đã có niềm tin chưa, hay là chúng ta còn cái ngờ vực gì với cái bất động sản đó nữa hay không. Và nếu như mà chúng ta làm nhà đầu tư này, mà nếu như mình cảm thấy một cái điều gì đó mà mình cảm thấy vướng mắc thì mình hãy cứ thẳng thắn thương lượng và nêu ra để mà trao đổi. Còn nếu mà vẫn chưa được giá đất thỏa đáng á, mà chúng ta thích cái mảnh đất đó quá, nhưng mà một cái điều gì đó làm chúng ta ngờ vực và chúng ta chưa được giải thích thỏa đáng, thì các bạn cứ đưa nó vào trong hợp đồng, đưa vào trong hợp đồng đặt cọc nhé. Ví dụ như là bạn không biết nó có đang tranh chấp hay không, thì các bạn cứ đưa vào cái điều khoản hợp đồng đặt cọc là cam kết không có tranh chấp. Nếu mà có tranh chấp là chúng ta sẽ được đền cọc đó, như vậy thôi. Tại vì mình là người cầm tiền mà, thì mình phải là người luôn chủ động, và chúng ta cầm tiền thì nói chung là chúng ta phải biết cách để làm sao mà tiền mình nó đầu tư một cách an tâm và có niềm tin lớn, cho đỡ mà đầu tư xong mà trằn trọc mà khó ngủ thì không nên. Ok, nếu như mà mọi người có thêm một những yếu tố nào chúng ta cần lưu ý để giúp cho các nhà đầu tư lưu ý trước khi đầu tư thì hãy comment bên dưới để góp ý, cũng như cho Thịnh học hỏi thêm từ các anh chị. Và nếu anh chị có những cái trao đổi đóng góp gì và câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới nhé. Và đừng quên cho Thịnh một cái lượt subscribe và like video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thịnh Bất Động Sản Nha Trang chúc mọi người một ngày tốt lành. Yeah. Ok, xin chào.